tiện Mouretes MW100. Mình hướng dẫn cách sử dụng sơ bộ máy tiện ha. Đây là on máy ha, dùng khay đó, đang on lên. Đây là FC step, mở FC step ra, có hai cái ha, bên robot nữa. Con này thì hệ điều hành là Fanuc 18i. Máy tiện này thì có hai đài dao, đời 1 có 8 dao, đời 2 có 8 dao. Rồi cơ cấu robot nè, cơ cấu robot thì có 3 cụm nè, AB, EF. Thì cái điều khiển của robot thì nó sẽ theo cái bảng này, nó có 3 trục X, Y, Z và trục E và F nữa, F và E nè. Đó, sau khi mở máy lên thì mình bấm vào này. Rồi, đây là nút kích đi, bấm vào, sẽ kích đi lên. Rồi, mình chuyển qua boss session. Đây, còn nút đây là nút start, start, stop. Còn bên này là nút kích đi, bên này là chọn trục X, Z. Thì kết hợp với lại toy handle. Thì trên này là handle này, tỷ lệ. Chuyển qua đây là em đai. Nếu như mình chọn giót á thì nó sẽ là giót, còn mình không bấm reset á thì nó là về em đai. Còn này là zero, zero thì cách giọng với lại giót cộng giót trời. Thì cái cầm bên này, cầm từ đây xuống đây là của robot. Còn đây, đây là chiếc bên auto của đài 1, auto của đài 2, auto của robot. Còn muốn edit, edit là khay đây, bật đây là edit, bật sạc ở đây là memory. Bây giờ mình quay tay handle đài 1, quay tay handle đài 1 thì mình chuyển qua handle tỷ lệ như 1. Mình chọn trục, trục Z ha. Mình đó, mình dùng trục quay à. X, chọn X đó thì tay quay. Thì mình kết hợp đây với lại tròn trục với lại tay quay handle. Thì mình chọn đang là đài 1 đây, mình chọn qua đài 2 thì tương tự. Đài 2 thì mình cũng chọn X, Z, Z này. X quay vào, đó là quay qua handle. Còn Z về MDI thì mình chuyển qua mod Z này. Mình chọn trục Z, trục X của đài 2 thì dốc cộng dốc trừ nè, nó sẽ xài chung, dốc cộng dốc trừ xài chung cho đài 1, đài 1 và đài 2 ha. Trừ nè, ở trên này nó chạy nè. Rồi X, Z nè. Còn mình thả ra thì nó là MDI, nó tích hợp giữa hai. Còn mình chọn qua đài 1 đây, cũng chọn trục X, Z. À, Z cơ. Rồi, X trừ. Đó. Trên này trục nãy chạy ha. Rồi, ok, dốc. Còn MDI, MDI thì mình để đây. Mình chọn Ray thì đài 1 thì mình gọi lệnh thôi. Rồi, 3S100. Đó, thì nó sẽ chạy. À, chưa zero, phải zero đã. Mình để mod này, zero này. Mình zero Z trước. À, chọn dốc cộng. Rồi xong với zero X, chọn trục X, Z cộng, zero từng đài. Rồi xong mình chuyển qua đài 2, chọn trục Z, zero Z cộng, chọn trục X, zero cộng. Rồi nó sáng đèn hết nè. Rồi ok. Boss set đã zero hết rồi. Rồi mình bật qua chế độ tay. Rồi tiếp tục theo chức năng MDI thì mình chọn qua đây. Mình chọn qua đây là MDI nha. Mình nếu như mình chọn nhảy á, mình chọn giót á thì là nó là chức năng giót. Còn mình để đây thì mình gọi M3 này,
100 nè. Đó, thì bấm star đây, mình chọn đề 2 ha. Đó. Ok. M5 nè. Chạy. Nó tích hợp cả hai. Chuyển tương tự ở đề 1 thì mình chuyển qua đề 1. Rồi mình gọi M3 S100 đi. Bấm start đây. Bên này đang chạy ha. Rồi. Ok, rồi chức năng zero thì nãy zero rồi. Rồi chức năng auto. Auto thì mình bật vào đây. Đây là móc tay nè. Mình móc tay của đề 1, đề 2. Rồi robot. Con này là chọn đề 1, chọn đề 2. Con này là móc tay. Rồi đây, nếu như mình chọn chức năng edit hoặc auto là đây. Bên này là edit, bên này là memory. Bên này là edit thì mình chọn qua mod. Đây, tự động nó sẽ ra chương trình. Đó, rồi mình viết chương trình. Tương tự đề 2 thì mình chọn bên này. Rồi mình lật qua. Đó, đề 2 nó sẽ ra chương trình. Còn mình bật qua chế độ tay thì nó không có cho mình chọn ha. Thì nó là chế độ, nó theo cái chế độ này. Còn chức năng này là single lock của đời 2, single lock của đời 1. Cái này là kẹp nhà chết. Cái này là M01 nè. M01 của đời 1. Mình cơ cấu tay của đời 1. Đời 1 thì đây là kẹp nhã mâm cập. Nè, cái nhã. Nhã nè, kẹp nè. Đây nhả một cặp, kẹp một cặp nè, chạy trực chính tay nè. Đó, chúng ta tắt vào chạy nè. Con này là xây là do thuận ngược nè. Rồi ok nè. Này gióc này, tương tự đề 2 cũng vậy. Còn này là chạy cuốn khôi. Chạy thuận nè. Đường ngược nè. Ok. Còn chạy ô tô. Thì ô tô thì mình gạt qua đây. Đó, mình chọn mod ô tô. Ô tô. Rồi. Thì bấm start đây là hai đài. Còn mình bấm start chỗ đây. Start thì nó chỉ là chạy một đài thôi. Chọn bấm đây thì nó chạy đài 1, bấm đây thì chạy đài 2, còn bấm đây thì chạy cả hai đài. Còn cái cơ cấu robot tay đây, thì cơ cấu robot tay thì nó có cái phím mod này, thì từ đây mình sẽ quay rõ nè ha. Đây là zero x, đây zero y, zero z, đây a lật qua b, b lật qua a, thì nó kết hợp với lại cái phím bên này, hai cái móc bên này nè, đó, để nó lật qua lật lại, nhớ, ok. Còn khi ở mức zero thì mình chọn bấm nút này, thì nó tự động nó zero lên. Còn này là kẹp nhã chết a, thì mình dùng cái này là nhã, đây kẹp, kết hợp với hai cái phím chức năng hai bên nữa. Cái này kẹp nhả chết B. Cái này là kẹp nhả chết A. Kẹp nhả chết F. Cái này là E. E lật qua E, F lật qua. Còn và cũng có chức năng nữa là F chạy qua E. Khi E đóng khi E mở, F đóng thì F sẽ chạy qua E. Rồi khi E đóng lại, F mở ra thì F sẽ lui về. Nó có chức năng lật và chức năng chạy. Còn này là chạy tay X. Còn tiếp theo là chạy tay của Y, chạy tay Z. Rồi chỉ chạy các chức năng đó thôi. Thì bây giờ mình sẽ chạy chạy tay X trước nè. Thì mình chọn mod này. Rồi có hai chế độ. Mình bấm ở bên này là chạy tay handle, chọn tỷ lệ đây, còn bấm bên này là chạy gót.
ít nè, ít xe với chiều qua lại nè. Ít chè tây đây, chè tây này thì mình kết hợp với cái bên phải. Đây là ít chè qua mình kết hợp với lại cái phím bên này là chạy nhanh, còn phía bên này là chạy hình đô chạy chậm. Rồi vết nè, vết đi vào nè. Thì mình chọn cộng từ thôi, để vào. Vết là với lại phía ngón bên trái hoặc bên phải. Y, Y là đi xuống, thì mình để qua vị trí anh trí này. Rồi Y đi xuống nè. Bây giờ nó đi dặn thôi. Đây đang chạy dốc đây à. Xuống này ở dưới đây thì nó hai chữ ha. Chỗ đây thì thằng B nè, ví dụ như xuống đây đi thì thằng B nè, B kẹp nhả chết nè đó. Lúc bên trái lúc bên trái là nhả, lúc bên phải là kẹp nè đó. Thì lúc này nó sẽ xoay nè, xoay A sang B nè. Mình chọn mod A sang B xoay nè. Ok nè. Xoay ngược lại nè, không phải là xoay ngược lại nè. A sang B nè, thì kẹt giá chết nè. Còn kẹt giá chết A nè. Đó. Rồi, kẹt xong. Thì tới đây, thôi vì thế này nó xong rồi mình zero, mình y lên. Đó, mình bấm vào cái chữ y lên ra nè. Đi rô ít, ít ở vị trí dưới giữa. Đi rô ít, ở dưới rô dết trước. Đi rô dết trước nè. Rồi dưới rô ít. Ít bấm phím bên trái là nó dưới rô. Đó là gì đó. Còn tiếp tục thì thằng E nè. Thằng E với thằng E là bây giờ mình chuyển qua mod E thì chạy chết E nè. Đó. Rồi S này, mình chết S này, S là bên phải này, bên này ha. Rồi E là với S này. Đó. Rồi. À. Rồi, mình chỉ có hai coi là chức năng lật, còn mình đúng thao tác chưa định nó thì nó sẽ chạy qua ha. Rồi bây giờ thì mình kẹt nhả nhả chết thằng E. Đó, kẹt chết thằng S lại. Kẹt chết lại thì bấm chức năng E S thì nó lật qua chạy qua nè. Đó. 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 Lui về, lật chạy tới. Lui về, đó, chức năng. Rồi xong nó bấm cái nữa, vậy thôi. Thì trong khi đây thì lui về thì E nó phải đóng lại, nó chết lại, S nhả chết ra. Thì mình chức năng nói thì nó sẽ lật ra. Nhưng là có các chức năng robot đó. Đây là các cơ bản chức năng robot chạy tay và các mod chức năng cơ bản để tìm hiểu về cái máy chạy Moritex. Còn chi sâu hơn nữa thì mình nghiên cứu bằng các lệnh như đóng mở cửa này, đóng kẹp nhả robot bằng lệnh nè. Khi chạy tự động thì cần phải kết hợp các lệnh với nhau.